quay không thấy miếng thịt đâu luôn. Hello, chào mừng cô chú chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của em nha. Sáng nay ghé lại quầy heo quay Kim Mai ở số 189 đường Tam Phước Thứ của chú chị. Quay chia sẻ của chú chị mình xem cảnh mua bán heo quay ở quầy Kim Mai sáng hôm nay nha các bạn. Heo quay hiện tại rất là nhiều luôn này các nha. Ba rọi, tập đùi, giò heo, sườn non, xá xíu. Heo quay 320 ngàn một ký nha chú chị. Hiện tại đang bị nắng dội vô luôn heo quay nè. Phương quay nó bị chói nắng luôn chú anh chị, mình tìm thông cảm nha. Tại có mình em gái đi đứng bán thì tâm phụ rồi. Chú ơi, chú này thì cứ đến đây mua heo quay rồi tổ chức nha. Cho con 70 đi chú. Để ấy hết giờ bán heo quay 70. Biết luôn quá dữ, này có theo dõi sát sao. Lấy con trăm ngàn heo quay, lấy ba dội 820 nè, tới 180 là chị kiếm rồi anh ta. Nửa ký chi đo đúng không? Bánh mì qua lấy giùm em. Rồi là để quyền đúng không? Ừ đúng rồi. Rồi cái này 150 là 250, 200 ngàn để nguyên.
thiết kế lại, chị Nga thiết kế lại để làm bánh mì. Rồi xong rồi đó. Làm đi lên làm tóc hành luôn. Chị ơi 100.000 nổi không? Thấy em bỏ mày chị. Thôi 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 thôi. Thôi thôi. Chăm luôn. Bỏ mày bên kia lấy cho em. Chiếu vô cái thớt luôn à. 302 của chị gái và 335.000 của cô. Cô trăm tiền đi cô, đợi tiếp cho cô ha. Lên tường ha,
tay phải luôn chú ơi. À, lên tiếp một miếng bà rồi đã không cả nhà. Bé ba ra rồi. Bé ba ra rồi. Quá nắng quá nắng. Có khách phục hồi luôn. Nắng trời nắng quá. Trong nhà tới 4 cái quạt chỉ ra luôn. Đó, phải live stream mới quay lại kìa. Ở đây hello, phải live stream mới móc điện thoại, phải live quay lại kìa. Thấy không? Chúng ta quay qua quay lại. Ba gọi 100.000 đi. Để ít mỡ. Để chắc chắc chắc. 100.000 chặt luôn. Có thổi không? Ít mỡ nha, để miếng ít mỡ. Chị Tâm căng cái màn rồi, đỡ nắng rồi. Hay quá chị Tâm ơi. Hay quá, để Lily tốt một hồi hết trơn. Giờ này người ta đi làm cái nhà ở xây cộ gần chợ nữa, gần chợ nấu phía bên hông chợ này người ta bán trái cây với bông hoa đồ này, nó đông rồi đó. Trời ơi, chỉ live stream chỉ đứng chỉ cười luôn chứ chưa đi luôn thiệt. mua gì á? Chấm mồ hôi luôn. Đây, coi chị Tâm lên hay quay đây. Tâm cắt cho cái ba rọ cho Tâm. Dạ, nhiêu? Ký á. Ký ha, dạ cái ba rọ cho anh đi để nguyên. Cái này đi. Rọ đi. Cắt bên này cho. Ok. Kilo ha. 7 lạng chia làm 3 hay là 7 lạng 1 miếng 3 miếng gì đấy? 7 lạng chia làm 3. Đi đi. Càng lúc càng đông khách nha cả nhà. À, cô Mai ra tới rồi. Chị ơi.
xong chị nghe. 7 giờ đi đi đâu?
thôi chị. Nè nè nè. Nè 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 ở đây là địa chỉ tại số 189 đường Hạ Vũ Tứ, phường 4 quận 6. Thời gian mở bán từ 6:30 sáng đến 8:00. Tiếp theo quay 3 đoạn 320.000 đồng tiền điện từ xã Xí Sơn Nam 300.000. Chân giò heo quay 150.000. Quay phát vào hô luôn. Cái gì đã thì mẹ em đi không? Nóng quá, nóng quá, nóng quá.